Sáng 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Châu phối hợp với Mặt trận phường tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Tại lễ phát động, toàn thể lực lượng trong hệ thống chính trị phường cùng với cấp ủy quân dân chính, ban công tác mặt trận khối phố, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương đã quyên góp 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Sau lễ phát động, Mặt trận phường vận động nhân dân 6 khối phố trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng kêu gọi của Mặt trận thành phố Hội An ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền các tỉnh phía Bắc sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống của người dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Châu cũng phối hợp với Mặt trận phường phát động quyên góp gần 19 triệu đồng, thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, theo tinh thần kêu gọi ủng hộ thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ nay đến năm 2025 của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết.